Sau khi mình mua cái điện thoại Mate này của Trung Quốc thì mình mới vừa cắm sạc vào thôi thì nó nổ một cái bùm, thì mình gỡ cái mạch ra mình mới thấy như thế này. Rất là hài các bạn. Cái dắt cắm vô điện nè thì nó nối vô cái một cái thanh thanh sắt như thế này, và nó không hề có cái liên kết gì với cái mạch bo mạch này hết. Nó chỉ đóng nắp và cho nó ấn sát, rồi hai cái thanh sắt nó chạm lên cái mạch thôi. Mình không ngờ luôn là nó thiết kế nó nuốt mà tệ như vậy. Rồi thì mình cũng không biết là nó cháy đứt mạch hay chưa, nhưng mà mình nghe nó nổ rất là lớn. Thì các bạn khi mua hàng Trung Quốc, điện thoại thì còn đỡ ha, nhất là pin và sạc chúng ta để ý ha. Cái này rất nguy hiểm, nó ảnh hưởng tới cái máy của mình, hư cái main là chúng ta coi như là bỏ hết cái máy. Chúng ta cố gắng ta mua được cái sạc tốt thì nó có cái mạch trở cầu chì, nó sẽ làm cho quá tải thì nó sẽ bị đứt cầu chì, thì chúng ta có thể đảm bảo an toàn cho thiết bị của mình. Nhưng đối với laptop cũng vậy, các bạn đừng có mua sạc lô, lô là mấy sạc nhái mà, thì chúng ta mua sạc tin là hàng chính hãng ha. Thì có lần tình cờ mình cái laptop mình nó bị sét đánh đi, cũng may là lúc đó là mình xài sạc pin đó, theo máy đó, nên nó bị cháy cục sạc thôi, nên nó không hề ảnh hưởng gì tới máy hết. Thì chúng ta nên lưu ý, chúng ta quan trọng nhất là cái phần sạc và pin, chúng ta đừng nên ham rẻ mà chúng ta mua lầm, chúng ta mang hoại đầu thân hư luôn cái thiết bị của mình thì nó tốn rất là nhiều tiền đó mà. Rồi, chúc các bạn chọn được những sản phẩm ưng ý và chất lượng. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.